Xin chào mừng anh em quay trở lại với Ngược Dòng Lịch Sử. Tôi là Mr. Sui, người sẽ kể cho anh em nghe những câu chuyện hấp dẫn nhất. Như anh em đã biết, rất nhiều quốc gia châu Phi hiện nay vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế và bất ổn trong chính trị. Nếu được chọn một nước để đến thăm thú hoặc công tác thì chắc chắn mọi người sẽ ngần ngại đến châu Phi. Thế nhưng, đâu cần Việt Nam có, đâu khó có Việt Nam. Quốc gia thân thiện, tốt bụng bậc nhất thế giới đã sẵn sàng không quản ngại xa xôi cách trở, thực hiện phương châm sống, lá lành đùm lá rách để giúp đỡ những người bạn châu Phi. Chỉ cần thấy người Việt, các anh bạn châu Phi sẽ nói "Good, good." Khi được hỏi vì sao tốt, họ không ngần ngại trả lời "Vì các bạn là người Việt Nam." Nghe thôi đã thấy xúc động rồi. Cụ thể, chúng ta có ơn với họ như thế nào mà những đất nước xa xôi ấy lại cảm phục và mến mộ một đất nước nhỏ bé, khác hẳn về văn hóa, chính trị như Việt Nam đến vậy? Mời anh em xem video ngày hôm nay sẽ rõ. Anh em đã bao giờ nghe thấy cái tên mũ nồi xanh chưa? Nếu chưa thì Ngược Dòng Lịch Sử sẽ bật mí cho mọi người rõ. Mũ nồi xanh là tên gọi khác của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, vì những người chiến sĩ tham gia lực lượng này đội chiếc mũ nồi màu xanh quen thuộc, biểu trưng cho hòa bình. Vào tháng 4 năm nay, Việt Nam đưa lực lượng lớn với hơn 200 quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên đội công binh Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại ABA và Nam Sudan, hai quốc gia châu Phi còn nhiều khó khăn, bất ổn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng mũ nồi xanh của quân đội nhân dân Việt Nam như một đại sứ, là cầu nối giữa Việt Nam với bạn bè các nước trong phái bộ và người dân nước sở tại. Thông thường, khi làm nhiệm vụ ở những vùng khó khăn, có chiến sự phức tạp, sẽ được chào đón bằng những loạt đạn, những ánh mắt căng thẳng, xe của đoàn còn có thể bị trẻ con ném đá. Tuy nhiên, khi người lính Việt Nam sang Nam Sudan, những phe phái nhìn thấy dòng chữ Việt Nam đỏ rực được thêu trên ngực trái áo, họ đọc được ngay và giơ ngón tay cái tỏ vẻ niềm nở với đoàn. Ở đó có nhiều phe phái chống đối nhau, nhưng tình cảm, sự trân trọng của họ dành cho Việt Nam là giống nhau. Đại tá Trọng, thủ trưởng đoàn chia sẻ, bệnh viện dã chiến của Việt Nam hoạt động ở đây cũng có nhiều điều chưa từng có tiền lệ. Đại tá Trọng kể, vượt hàng chục nghìn km từ Việt Nam sang châu Phi, vận tải phức tạp, khó khăn. Các vấn đề cung ứng cũng gặp trở ngại, đặc biệt trong dịp Covid-19. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được chúng ta làm việc trên cả mong đợi của bản thân và trên cả mong đợi của Liên Hợp Quốc. Do điều kiện đặc thù về nguồn nước, các bệnh viện dã chiến của nước bạn cũng không trồng được cây xanh. Thế nhưng, thời tiết nắng nóng, khô cằn ở châu Phi đã gần như bị khuất phục bởi bàn tay của quân nhân Việt Nam. Dưới cái nắng trên 50 độ C, vườn rau của bộ đội Việt Nam vẫn xanh ngắt, có cả hoa đủ màu sắc. Các quan chức của Liên Hợp Quốc từ New York khi đến bệnh viện dã chiến do Việt Nam quản lý, có hai thứ họ rất thích thú, đó là thăm vườn rau, hoa và thưởng thức món Việt. Rau xanh không chỉ đủ cung cấp cho toàn đơn vị, mà còn mang tặng các đơn vị bạn như Mông Cổ, Anh, Ghana và các cán bộ, nhân viên Liên Hợp Quốc. Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga cũng tự hào khi là nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam được cử đi làm nhiệm vụ tại Nam Sudan. Trên cương vị sĩ quan tham mưu, giám sát các hoạt động quân sự, nhưng ngoài giờ trực vất vả, chị vẫn xin phép cấp trên ra ngoài tìm hiểu cuộc sống của người dân. Chị Hằng chia sẻ, khi gặp các em nhỏ nơi đây, tôi có cảm giác như đang chơi, trò chuyện với các con của mình. Tôi cũng nhận được tình cảm chân thành từ người dân bản xứ khi biết tôi là người Việt Nam. Chị luôn được người dân tiếp đón, dành tặng rau xanh và ngô. Với nước ta, những thứ này thật bình dị, nhưng tại châu Phi, lương thực thực phẩm là những thứ vô cùng quý giá. Tình cảm người dân châu Phi dành cho Việt Nam không phải bây giờ mới có. Tình cảm ấy đã xuất hiện từ nhiều năm về trước. Thượng tá Lê Ngọc Sơn không thể quên những ấn tượng khi làm nhiệm vụ trong phái bộ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi năm 2017. Ông không ngờ rằng ở đất nước châu Phi xa xôi còn nghèo đói, loạn lạc, bệnh tật, hai chữ Việt Nam lại được người dân nhắc nhiều đến thế. Chỉ hai chữ thôi, nhưng tại đây nội hàm của nó lại là cả đất nước, con người, lịch sử Việt Nam, là Chủ tịch Hồ Chí Minh, là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và cũng chỉ hai chữ ấy hóa tấm kim bài đặc biệt giúp những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam nơi đây được chào đón thân thiện ngay cả khi đi qua trạm kiểm soát của phiến quân. Thiếu tướng Chowre Daniel Siddiqui, Phó Tư lệnh Quân sự Phái bộ, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi, từng nói những lời bất kỳ người Việt Nam nào nghe cũng bồi hồi xúc động. Tôi biết rất nhiều về Việt Nam, tôi rất yêu mến các bạn. Tôi cũng đọc và tìm hiểu rất nhiều về tướng Giáp, về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi khâm phục lịch sử chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam và đặc biệt ấn tượng với chiến dịch Điện Biên Phủ. Tôi thực sự nể tài năng của tướng Giáp
bản thân tôi luôn lấy hình tượng ông để nỗ lực phấn đấu. Xét về lịch sử, Trung Phi và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng. Trung Phi cũng từng là thuộc địa của Pháp. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, khi Pháp rút quân khỏi Đông Dương, làn sóng đòi độc lập của các quốc gia thuộc địa của Pháp tại châu Phi rất mạnh mẽ. Lấy Việt Nam là hình mẫu, họ đồng loạt nổi dậy vũ trang và phi vũ trang, đấu tranh chính trị đòi độc lập. Và thành công đã đến, Cộng hòa Trung Phi tuyên bố độc lập vào năm 1960. Uy tín của Việt Nam qua các cuộc chiến tranh là rất lớn. Người dân Trung Phi thấy được một Việt Nam hùng mạnh về quân sự, cho rằng bộ đội Việt Nam thật thiện chiến, kiên cường. Chính vì thế, khi làm việc mà họ biết mình là người Việt Nam, họ tỏ ra hợp tác làm việc với mình hơn. Anh Sơn còn kể thêm, dọc đường công tác, phải gặp cả lực lượng đối lập và quân chính phủ. Mỗi lần thấy xe của Liên Hợp Quốc đi qua trạm kiểm soát, họ thường lục lọi rất kỹ. Tuy nhiên, khi thấy xe có lá cờ đỏ sao vàng, sĩ quan mặc áo gắn phù hiệu vải có chữ Việt Nam trên ngực, nhóm binh lính canh gác sẽ ngay lập tức cho qua. Mỗi lần như thế, các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam lại có cảm giác như mình được có tấm kim bài đặc biệt trong tay vậy. Cũng nhờ có thứ tình cảm đặc biệt đó của người dân Trung Phi mà sĩ quan Việt Nam thường được tín nhiệm giao nhiệm vụ dẫn các đoàn xe của Liên Hợp Quốc. Trong các chuyến công tác, ngoài treo cờ đỏ sao vàng, các sĩ quan Việt Nam còn gắn thêm hai chữ Việt Nam trên xe. Lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh và dọn dẹp vệ sinh trong phái bộ cũng rất yêu mến các sĩ quan Việt Nam. Mỗi lần đi qua cửa an ninh, họ đều đề nghị dạy họ lời chào của Việt Nam. Tiếng "Ô, xin chào" được họ nói ra mỗi khi gặp chúng tôi. Tuy nghe không rõ, nhưng cũng đủ tạo ra sự gần gũi, gắn kết giữa hai bên. Anh Sơn xúc động nhớ lại. Thứ tình cảm gắn kết đó có lẽ còn được người dân Trung Phi truyền lại cho con em họ. Trên đường đi từ nhà đến phái bộ, trẻ em nơi đây thường chạy ra bắt tay các sĩ quan Việt Nam. Đang ở trong nhà mà nhìn qua khe cửa thấy chúng tôi. Từ xa, bọn nhỏ đã chạy ao ra để được bắt tay. Chúng phải chạy đuổi theo cho bằng kịp, thậm chí còn tranh nhau bắt tay trước. Anh Sơn kể với giọng đầy phấn khởi. Còn đối với người dân Nam Sudan, hai chữ Việt Nam đồng nghĩa với những điều tốt đẹp, dù đa số họ thậm chí chưa biết Việt Nam nằm ở châu Âu hay châu Á. Còn với các đồng nghiệp ở phái bộ Nam Sudan, Việt Nam gắn liền với hình ảnh người bạn mới đến, song lại thực sự gần gũi, thân thiết. Trung tá Bùi Đức Thành, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2.1 chia sẻ, ở một vùng đất xa xôi và mới mẻ như Nam Sudan, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là ưu tiên, nhưng tiếp xúc, giao lưu để xây dựng hình ảnh đất nước, quân đội và để hỗ trợ công việc hàng ngày cũng quan trọng không kém. Sự chân thành, nhiệt tình của các sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam là yếu tố không thể thiếu, khiến người dân sở tại cũng như bạn bè các nước nhìn Việt Nam với con mắt đầy thiện cảm. Trung tá Phạm Quang Thiều, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến 2.1 kể lại câu chuyện trước khi hoàn thành nhiệm vụ trở về Việt Nam. Đó là khoảng giữa tháng 6 năm 2019, trời nắng như thiêu như đốt, cả căn cứ Ben Thiu khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt. Anh em trong Bệnh viện Dã chiến 2.1 ngày nào cũng túc trực tới 2, 3 giờ sáng chờ lấy nước từ xe bồn của Liên Hợp Quốc mà vẫn phải tằn tiện từng giọt. Đơn vị công binh của Ấn Độ sát bên cạnh còn vất vả hơn vì quân số đông, lại vừa qua một đợt đổi quân, toàn lính mới, mọi thứ đều bỡ ngỡ. Biết vậy, Bệnh viện Dã chiến 2.1 của Việt Nam mỗi ngày chia sẻ cho bạn 10 khối nước, rồi phông bạt, bàn ghế, máy chiếu. Bạn cần gì cũng sẵn sàng giúp đỡ. Đáp lại, sau này bệnh viện tổ chức làm đường, san sân, các anh công binh Ấn Độ hồ hởi kéo máy móc, thiết bị sang hỗ trợ như việc của chính đơn vị mình. Có đến Bệnh viện Dã chiến 2 của Việt Nam tại Ben Thiu mới thấy, quả thực ở nơi này, chẳng phải lúc nào mọi thứ cũng đều xuôi chèo mát mái. Khó khăn đôi khi không đến từ công tác chuyên môn khám, chữa bệnh, mà lại nảy sinh từ những việc rất đời thường như máy phát điện hỏng, điều hòa đến kỳ bảo dưỡng, thiếu nước sạch sinh hoạt hàng ngày. Khi ấy, nếu có quan hệ tốt với những đơn vị đóng quân xung quanh, chỉ cần một cuộc điện thoại là mọi thứ lại đầu vào đấy. Thực tế cũng cho thấy, thành công trước hết có được là nhờ tinh thần tự lực và đôi bàn tay khéo léo, cẩn mẫn của đội ngũ những người thầy thuốc quân đội nhân dân Việt Nam. Song cũng không thể không nhắc tới sự giúp đỡ của các đồng nghiệp cùng chung phái bộ. Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đang góp sức cùng Liên Hợp Quốc gieo những mầm xanh hòa bình, xây dựng sự ổn định chính trị, bảo vệ người dân và phát triển kinh tế lâu dài ở các quốc gia, trong đó có các quốc gia châu Phi. Chính điều này đã khiến người dân nơi đây biết ơn và cảm mến Việt Nam từ tận đáy lòng. Tuy chỉ là một nước đang phát triển, nhưng Việt Nam chúng ta vẫn luôn sẵn sàng chung tay giúp đỡ những đất nước khó khăn hơn. Có một Việt Nam vẫn luôn tử tế như vậy. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các anh em đã chú ý theo dõi. Nếu anh em yêu thích và ủng hộ Ngược Dòng Lịch Sử thì đừng quên like, share và subscribe kênh
để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha.